Câu hỏi là dù cho bạn có thể là tụng kinh, tụng chú Đại Bi, tụng chú Vãng Sanh hay là tụng chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn, bạn làm bất cứ thứ gì, trì tụng bất cứ chú gì, kinh gì. Nhưng nếu, thứ nhất, trì chú tụng kinh để mà mình dựa vào cái năng lực ở bên ngoài, tức là mình hướng ngoại, mình dựa dẫm bên ngoài, thì không phải là cái đồ thiện của chính mình và không đúng với luật vũ trụ. Thứ hai, dù nếu bạn không dựa vào bên ngoài và bạn chỉ mượn nó như là một cái phương tiện để làm cho cái tâm của mình được an định, thì đó cũng là một cái định giả bị dựa dẫm vào đối tượng bên ngoài và không giải quyết được vấn đề tận gốc bên trong cái tâm thức, cái tàng thức của mình. Và cái thứ ba là cái vấn đề đi lệch hướng. Nếu chúng ta chấp nhận đi chậm nhưng đi đúng hướng vẫn là tốt hơn đi nhanh mà đi không đúng hướng. Bạn càng muốn nó nhanh bao nhiêu mà nó không đúng hướng thì càng nhanh bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu sẽ càng đi xa cái mục tiêu của mình bấy nhiêu. Chúng ta nên nhớ rằng nếu như mà mình có thể tu bằng cái tâm của mình thì tất cả những vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tất cả những vị ở trên chư thiên dù là sắc giới hay vô sắc giới, người ta sẽ không cần phải mang cái thân của mình. Vậy tại sao các bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ phải về mang cái thân tứ đại của con người mới tu được? Vậy thì cái thân này là một cái phương tiện quan trọng và chúng tôi cũng đã có chia sẻ trong lớp học cơ bản cũng như trong cái lớp minh sát tuệ rồi. Điều thứ hai nữa là khi mà Thái tử Tất Đạt Đa từ trên cung trời để mà thị hiện về cõi ta bà này, thì cái người đầu tiên có năng lực siêu nhiên là ông tiên A Tư Đà đã xuống dưới hoàng thành để xem tướng cho Thái tử. Lúc đầu thì ông rất là vui mừng cho hoàng gia và cho nhân loại nói chung, nhưng cuối cùng tại sao ông khóc? Vì ổng tu quá tinh tấn, quá minh mật, nhưng chỉ sai một đối tượng thôi. Có được cái sức định, nhưng mà nhờ cái sự quán tưởng bên ngoài, thành ra ổng sẽ chết trong thời gian ngắn. Và khi mất cái thân người này, ổng sẽ tái sanh về cảnh giới trời vô sắc giới. Có thể thọ hưởng ngũ dục an lạc thảnh thơi cả trăm nghìn năm, nhưng mà khi hết cái phước báo, hết cái sự quán tưởng của tâm thức rồi thì cũng sẽ rớt vào cảnh trầm luân đọa lạc. Thành ra ông mới tiếc thương cho sự tu tập của mình khi không có người hướng dẫn đúng đắn. Và khi mà Thái tử đã lìa thành, sau khi mà đã hưởng ngũ dục, Thái tử đã lìa thành đi vào rừng để tu. Ngài cũng đã đi tìm học hết tất cả các vị thầy ở thế gian và sau cùng đi lên học được với các vị thầy ở trên cảnh giới trời vô sắc và chứng được cảnh giới thiền thứ 7, thứ 8. Nhưng mà rồi cuối cùng Ngài cũng phải rời bỏ các vị thầy này, buông bỏ cái đó để trở về thực tập ở cảnh giới dục giới này. Vậy thì đó là những cái bài học cụ thể. Chúng ta thấy rằng không nương vào cái thân của mình để tìm thấy mối quan hệ mật thiết giữa thân và tâm tu tập cho đúng, thì coi chừng mình càng tu càng nhanh càng nhiều bao nhiêu thì mình lại càng lãng phí thời gian công sức của mình bấy nhiêu. Một cái điểm khác nữa là khi mà mình dựa dẫm vào bên ngoài, cái tha lực bên ngoài, mình không chuyển hóa cái tâm thức của mình, thì điều này Đức Phật cũng đã thể hiện cho chúng ta thấy rằng khi Ngài còn tại thế, khi Ngài đã chứng đạt được cảnh giới toàn giác, có năng lực thần thông siêu nhiên nhất và có lòng từ bi vô lượng nhất, nhưng mà Ngài có cứu sống được một người nào trong chính dòng họ Thích Ca của mình không? Thưa không. Vậy thì Ngài còn sống đó mà Ngài không cứu được một người nào trong chính dòng họ của Ngài, vậy thì có một vị Phật nào bây giờ đang hiện thế hay không? Hiện thế mà còn chưa cứu được người thân của mình, vậy thì không hiện thế thì làm sao cứu được những người chẳng có thân thuộc gì với mình hết cả? Vậy thì mình nương tựa vào bên ngoài thực chất nó có hay không? Có vị Phật nào có thể làm được điều đó cho chúng ta hay không?
Còn nếu như nói là bây giờ mình có đi xuất gia, mình trở thành đệ tử của Ngài đi chăng nữa, thì cũng vậy, khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, cái người mà đa văn đệ nhất giỏi giang như Ngài Ananda được hầu sát bên Đức Phật 25 năm, trí tuệ siêu việt, cái gì Đức Phật nói ra cũng nhớ và thắc mắc, cái gì hỏi Đức Phật cũng giải thích rõ ràng. Nhưng mà Ngài Đức Phật nhập Niết Bàn, Anan vẫn chưa chứng thánh quả. Vậy thì Ngài cũng đâu có giúp gì được cho những người học trò xuất thế gian của mình đâu. Mỗi một người phải tự thực tập và chuyển hóa tâm thức của mình. Vậy thì nếu như chúng ta không bám chặt vào hơi thở là phương tiện duy nhất để duy trì sự tồn tại của mình, không bám chặt vào hơi thở thì chúng ta sẽ không kết nối tới tầng sâu của tâm thức để cảm nhận được cảm giác. Vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể duy trì sự sống của mình hay chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa nghiệp thức của mình được hết cả. Vậy hãy cẩn thận, đừng nghĩ rằng là mình trở về với mình cái tâm lang thang, mình khó chịu và mình đi tìm những cái phương tiện khác để mình dựa dẫm, thì càng nhanh bao nhiêu, càng dễ bao nhiêu thì nó sẽ càng sai lạc bấy nhiêu. Thà đi chậm nhưng mà đi đúng, đi chắc. Còn nếu đi nhanh mà không đúng thì càng nhanh càng nhiều, càng xa rời mục tiêu đúng đắn của mình đấy nhé.